1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta có bộ sticker 2 tầng siêu đẹp luôn về công chúa Elsa. Đây, chúng ta sẽ xé trang đầu tiên nha. Wow. Trang đầu tiên thì nó chính là những cái sticker siêu nổi lên như thế này, và nó còn có viền những cái đặc những cái giống như là vàng nha các bạn. Này. Rất là nhiều bộ đồ màu xanh theo phong cách của nữ hoàng băng giá Elsa. Và trang ở phía dưới này á thì chúng ta sẽ có tới là Aya để chọn. Wow. Aya. Đây, chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 búp bê. Đây, một bạn thì là tóc hồng. Bạn này, wow, chính là Elsa chiếc váy Galaxy. Còn đây là em của Elsa. Hay đây là Elsa, hay đây là Elsa. Rồi đến là bạn tóc vàng. Rồi đến là tóc tím. Trong hai bạn này thì chúng ta sẽ chọn ra một bạn là Elsa. Và đây, đó. Elsa thì phải thắt tính như thế này mới đúng là Elsa đúng không? Và đây là Elsa chính hiệu. Để ở đây. Tiếp theo, cô này rất là đẹp. Nhưng là một Elsa giả nha các bạn. Elsa giả sẽ đứng ở đây. Nếu Elsa là công chúa nữ hoàng băng giá thì cô này là nữ hoàng của ngọn lửa và là bạn của Elsa giả. Cô này thì là lửa tím. Cô này thì là lửa vàng. Đây ha. Tất cả đều là bạn của Elsa giả nha. Wow, và bộ đồ này nè, rất là đẹp luôn. Chính là bộ đồ của Elsa. Mình sẽ để đồ ở trên. Wow, còn đây là một bộ đồ hả, giống như là bông hoa vậy đó. Quá xinh và quá lạ luôn. Tiếp theo thì là bộ này nữa nè ha. Đó, nó có cái đuôi xòe xòe. Ngoài ra thì còn có này, váy cầu vòng, rồi váy trái cây, rồi váy vàng rồi nữa nè. Rất là đẹp. Một hồi mình sẽ mặc vô nha. Ngoài ra thì chị còn sẽ sử dụng những cái sticker nhỏ nè, vương miện nè, rồi lại là vương miện nè, một cái vương miện hình unicorn, một chiếc xe băng giá, một con rái cá, một con thỏ có bông, một cái đài phun nước nè, rồi ở đây có một hộp châu báu, wow, một con bướm băng giá, một túi xách băng giá, một con chim, rồi một cái bánh kem lửa nè, giống như núi lửa, và một tòa lâu đài băng giá nữa. Đây. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ mặc đồ cho Elsa. Đây, đó, một bộ đồ rất là xinh đẹp như thế này luôn nha. Và Elsa của chúng ta thì đang chọn một đứa em, đó, một người em nuôi. Ai muốn làm em nuôi của mình thì hãy đến với lại lâu đài băng giá của mình nhé. Nhớ nha. Và khi ba cô gái này biết tin á, thì cô này nè, đó, nhìn khá là giống Elsa. Và cô ta rất thích có phép thuật như Elsa. Nên cô ta đã may một bộ đồ thật là đẹp như thế này để đi đến gọi là vùng đất băng giá để xin làm em của Elsa. Mình còn có chuẩn bị cả vương miện cơ. Đây nè, cái vương miện này nó còn đẹp hơn cả cái vương miện này nữa. Chắc chắn mình sẽ là em của nữ hoàng Elsa, có phép thuật thật là vĩ đại. Nào các bạn, hãy theo mình đến với lại vùng đất băng giá. Các bạn hãy giúp mình để trở thành em của Elsa nhé. Nhưng ba cô gái này là lửa thì làm sao mà đến được vùng đất băng giá cơ chứ? Đến đó thì lửa của tụi mình sẽ bị tắt thôi. Đúng rồi, mình rất sợ lạnh. Với lại tụi mình cũng không muốn làm em của Elsa, tụi mình chỉ muốn là những công chúa bình thường. Nhưng chúng ta là bạn tốt của nhau mà, nếu như các bạn không giúp mình thì ai giúp mình cơ chứ? Ha, là bạn tốt gì mà kỳ cục quá đi, không biết giúp đỡ người khác gì hết. Thôi được, ba đứa mình sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn. Vì là bạn thân cho nên là mình sẽ cố gắng mặc một chiếc váy như thế này để không bị lạnh. Sau đó thì mình sẽ cài thêm cái nơ như thế này nha. Rồi, nàng tóc tím thì cũng mặc một chiếc váy như thế này để đi đến xứ sở băng giá. Và cô ta cài một cái vương miện màu tím rất là xinh như thế này nha. Cô váy vàng với lộn cô tóc vàng nha thì cũng mặc một chiếc đầm để chuẩn bị lên đường đến xứ sở băng giá. Cô ta cài một cái vương miện hình dễ thương quá. Yên tâm đi các bạn, mà giúp mình đến được vùng đất băng giá làm em của Elsa thì mình sẽ tặng cho các bạn là xe băng giá nè, lâu đài nước băng giá nè, rồi kho báu nữa nè. Đó, những món này ở thế giới lửa của các bạn thì làm sao mà có được. Đồng ý, những món quà ở xứ sở băng giá nghe cũng có vẻ rất là thú vị. Vậy là ba cô công chúa nhỏ này đã giúp cô gái này đến làm em của Elsa. Trên đường đi thì gặp rất nhiều khó khăn. Ôi lạnh quá, lạnh quá. Nếu như mà mình chỉ mặc đồ đơn giản như thế này thôi thì mình sẽ rất lạnh và mình chết mất. Mình rất sợ lạnh. Mình có đem theo một cái áo choàng nè. Nhưng nếu như bạn lạnh quá thì mình sẽ hy sinh đưa áo choàng này cho bạn. Ôi mình cũng thật sự lạnh. Cảm ơn bạn nha. Có cái áo choàng này của bạn, mặc vào đã thấy ấm hẳn lên.
Nào, chúng ta cùng đi tiếp thôi. Và càng lúc càng đi sâu vào vùng đất băng giá. Ôi, bà chúng tôi đã thật sự lạnh. Nè, các bạn đã hứa là sẽ đưa mình đến lâu đài băng giá thì không được bỏ về nữa chừng. Thôi, bây giờ mình đói bụng quá đi. Thôi, các bạn có đồ ăn không? Có ai còn đồ ăn không? Đây là chiếc bánh, ăn vô thì sẽ ấm bụng liền đó. Mình đem theo để cho ba chị em mình ăn chống lạnh. Nhưng nếu như bạn đang bị lạnh và đang bị đói thì hãy lấy ăn đi, tụi mình sẽ hy sinh cho bạn ăn. Ôi, các bạn tốt với mình quá, đưa áo cho mình, lại còn cho mình ăn cái bánh này nữa. Yummy yummy yummy. Ôi, thật là ngon quá đi. Ăn vô, tự nhiên thấy no và không còn bị lạnh nữa. Nào, chúng ta cùng đi tiếp nha. Nhanh lên các bạn ơi, đi nhanh lên. Ok, chúng ta sẽ đi. Và ba cô công chúa nhỏ đã giúp cho bạn Elsa giả vượt qua rất nhiều thử thách, cuối cùng cũng đến được vùng đất và lâu đài băng giá. Ôi, đến được lâu đài băng giá rồi kìa, nhưng mình lại quên mang mất quà cho công chúa băng giá. Đến nơi mình phải có quà mới được chứ, nhưng mình lại quên mất rồi. Cũng may mình có mang theo căn lều băng giá này nè. Hay là bạn lấy cái này để tặng cho công chúa Elsa làm quà gặp mặt nha. Nhưng nếu tặng luôn cái lều này nữa thì ba đứa mình chắc là chết cống mất, lạnh lắm. Hay là mình đừng tặng cái đó nha. Đúng là nếu tặng cho bạn cái lều này thì ba đứa mình sẽ rất lạnh và có khi sẽ chết cống. Ôi trời ơi, giúp người á thì giúp cho trót luôn đi. Các bạn đã giúp mình đến đây rồi mà bây giờ còn tiếc với mình cái lều nữa ư? Thôi, dù gì á, ba bạn cũng là công chúa, có phép thuật thì đâu có sợ gì đâu chứ. Cho mình cái lều đi, cho đi mà, cho đi. Mình hứa mình là em của Elsa thì mình sẽ trả quà lại cho các bạn còn nhiều hơn nữa. Được, như vậy mình tặng quà cho bạn, rồi bạn nhớ xin quà của công chúa Elsa cho lại quà mình để ba đứa mình không bị lạnh và đi về nhà nha. Dĩ nhiên rồi, cảm ơn ba bạn nhiều nha. Bây giờ ba bạn ở đây chờ mình vào trong lấy quà ha. Còn mình sẽ đi vào gặp Elsa đây. Chào công chúa Elsa, tôi nghe tin cô muốn tuyển người em, cho nên tôi đã lặn lội đường xa, vượt qua rất là nhiều thử thách chông gai. Với sức khỏe, trí thông minh của mình, tôi đã vượt qua tất cả và mang đến đây tòa lâu đài băng giá nhỏ tặng công chúa. Hy vọng rằng công chúa sẽ nhận tôi làm em. Wow, quả là một cô gái rất có lòng thành, đã vượt qua rất nhiều thử thách mới đến được nơi đây, lại còn có quà tặng cho ta nữa. Ta thật cảm động và chắc chắn sẽ nhận cô làm em. Ôi lạnh quá, chúng tôi không chịu nổi nữa rồi. Cho chúng tôi vào đây một chút nha. Ôi các cô gái tội nghiệp, được rồi các cô hãy ở đây, ta sẽ giúp các cô sưởi ấm và giúp cho các cô khỏe lại nhé. Wow, chúng ta đã giúp đúng người rồi, cô ấy thật tốt bụng. Được lắm em gái, em có tấm lòng tốt bụng như vậy là ta cảm thấy rất vui. Hiện tại ta đang có công việc phải đi rồi, nên em hãy ở nhà và canh giữ nhà cho ta một ngày nhé. Và hãy giúp đỡ ba cô gái này quay trở về, ta có để quà cho em ở trong nhà đó. Chúc mừng em đã là em của ta nha. Thôi ta đi đây. Wow, công nhận công chúa Elsa cũng thật là tốt quá. Nào bây giờ cô hãy trao quà cho chúng tôi đi. Xe băng giá, kho báu băng giá và bồn tháp nước băng giá để cho chúng tôi đi về. Đúng rồi đó, vì chúng tôi là công chúa lửa, nếu như ở xứ sở băng giá lâu quá thì chắc là tôi sẽ chết cống. Đây, ba món quà ta đã có trên tay, đó là hộp châu báu, chiếc xe băng giá và tháp nước băng giá. Nhưng đây là quà của ta mà, công chúa Elsa rõ ràng là cho ta. Bây giờ làm sao ta có thể cho ba bạn được? Nhưng mà bạn đã hứa là cho ba đứa mình mà. Thì lúc đó ta nghĩ rằng ba món này nó không đẹp, thì ta hứa là cho, nhưng bây giờ ta thấy nó đẹp quá, ta lại thích nữa, cho nên ta không có muốn cho. Trời, như vậy bạn là lừa dối ư? Bạn đã lừa dối tụi mình. Bạn nói là tụi mình hãy theo bạn, giúp bạn đến được đây, bạn sẽ tặng quà. Mình đã nhường áo cho bạn, rồi nhường đồ ăn, nhường cả lâu đài. Bây giờ thì bạn lại nói như vậy ư? Ừ, như vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Không ngờ bạn là con người xấu xa đến như vậy. Được rồi, tụi mình sẽ ở đây chờ công chúa Elsa về, tụi mình sẽ kể đầu đuôi câu chuyện. Thế nào, chị ấy cũng sẽ đuổi bạn ra khỏi nhà. Đúng rồi đó, chị ấy sẽ đuổi bạn ra khỏi nhà. Tụi mình đã rất tốt với bạn, không ngờ bạn lại là một người xấu xa như vậy. Ê, chết rồi, bây giờ mà ba đứa nó kể là tiêu luôn. Thôi được rồi, để mình sẽ tính cách. Chờ một chút đi, có gì đâu mà nóng vậy. Để mình sẽ lấy bánh cho ba đứa bạn ăn nha. Và cũng chiếc bánh kem hồi nãy, nhưng công chúa đã lén bỏ thuốc độc vào và đem ra mời ba người bạn của mình. Đây, các bạn ăn đi, rồi mình sẽ tặng quà cho các bạn để cho các bạn đi về. Đừng mép với công chúa Elsa nha, mình sợ lắm. Ừ, nếu như bạn tốt với tụi mình thì tụi mình sẽ không mép đâu. Nè, bà ấy cho tụi mình bánh kem nè. Yummy yummy, yummy yummy, yummy yummy, yummy yummy. Nhưng ăn xong thì tụi mình thấy đau bụng quá. Đáng đời ba con nhỏ công chúa lửa tham lam. Dám uy hiếp ta mét với Elsa hả? Cho ba cô chết luôn. Bây giờ ta sẽ quăng ba cô xuống núi. Vậy là cô gái rất là ác độc, đã hại ba người bạn đã giúp đỡ mình, quăng sát ba cô ấy xuống núi. Để coi ai còn dám mét công chúa Elsa nữa chứ.
Bây giờ ta đường đường chính chính là em của Elsa rồi. Mình đúng là thông minh, mình đã lừa bọn nó đưa mình đến đây. Bây giờ mình giết tụi nó luôn, khỏi ai kể công, khỏi phải bắt công mang ơn ai hết. Mình thật là thông minh. Ồ, hôm nay ta xuống núi hên quá, đã tìm thấy giọt nước linh thiêng và bông sen tỏa hương. Đây này các bạn ơi, giọt nước linh thiêng và bông sen tỏa hương này mọc ở dưới thung lũng băng giá. Nếu như mà mình có được nó, mình sẽ có thể cứu giúp được rất là nhiều người. Kể cả người chết đi cũng có thể sống lại được. Vừa nói xong thì đùng, đùng. Ôi, chuyện gì đây? Đây không phải là ba cô gái vừa nãy xin vào lâu đài để không bị lạnh ư? À, có vẻ như ba cô đã bị chết rồi. Cô ơi, dậy dậy, tóc hồng, tóc tím, tóc vàng. À, sao mà ba nàng này đã bị chết rồi, lại còn bị quăng ở dưới thung lũng băng giá này chứ? Cũng may mình có nước và bông sen này, mình sẽ cứu cho ba cô sống lại. Đó, sẽ cho mỗi cô một ít nước nè. Đó, rồi cho mỗi cô một hửi một ít bông sen. Wow, rồi chờ một chút xíu, chắc là các cô sẽ tỉnh lại. À, ta đang ở đâu đây? Ôi, ta ở chỗ nào mà đẹp quá? Ô, có phải là Elsa không? Tóc vàng, em tỉnh lại đi. À, hồi nãy em nhớ là mình ăn cái bánh xong rồi mình đau đầu, mình té xuống. Và bây giờ sao mình lại ở dưới thung lũng này? Có phải cô đã hại chúng tôi không? Không không không, tôi đang đi hái bông sen và lấy nước ở dưới vực thẳm này nè, thì thấy ba cô rớt xuống. Tôi thấy ba cô đã chết rồi nên tôi mới cứu ba cô. Sao? Ba đứa mình bị chết và bị quăng xuống vực thẳm ư? Hả? Như vậy chuyện này là... Và ba cô gái đã kể đầu đuôi câu chuyện cho công chúa Elsa nghe. Công chúa Elsa cũng hiểu được là người em mình mới nhận vô có tấm lòng rất là ác độc, cho nên đã nghĩ ra cách để trừng trị cô công chúa em. Được rồi, ta đã hiểu vấn đề, ta đã nhận em sai người rồi. Các cô hãy theo ta và về tòa lâu đài nha. Và ba cô gái đã làm theo lời của Elsa dặn. Ba cô sẽ bước vào trước, còn công chúa Elsa thì núp ở đằng xa. Trời, các cô là ma hay là người? Tôi đã hạ độc các cô và quăng các cô xuống núi rồi, làm sao các cô có thể sống mà quay lên đây được chứ? Tại vì tụi tôi là người tốt cho nên sẽ được trời đất giúp đỡ. Còn người xấu như cô thì sẽ bị trừng phạt. Bây giờ cô có xin lỗi tụi tôi không? Có muốn chuộc lỗi không? Thì còn có một cơ hội đó. Trời ơi, tôi có lỗi gì mà phải chuộc chứ? Tại vì mấy cô ngu, mấy cô mới đi giúp đỡ tôi. Tôi hứa xong tôi không giữ lời thì cũng bình thường thôi. Hả? Các cô gây phiền phức cho tôi thì tôi hạ độc các cô, quăng các cô xuống núi, không cho các cô có cơ hội uy hiếp, nói xấu tôi nữa, cũng đâu có gì sai. Mình sống thì phải biết bảo vệ chính mình là đúng mà. Còn các cô bây giờ hả? Vẫn còn đứng đây cố chấp thì đừng có trách tôi. Tôi sẽ tiếp tục hạ độc và giết các cô. Như vậy là rõ ràng rồi. Tôi không ngờ cô lại có tấm lòng xấu xa đến như vậy. Ờ, chị, sao chị về sớm vậy? À, em chỉ giỡn thôi mà. Các bạn ơi, giỡn thôi nha, không có sao đâu. Thôi, cô đừng diễn kịch nữa, tôi đã biết hết sự thật rồi. Chị Elsa ơi, hãy tha lỗi cho em đi. Em hứa sẽ thay đổi, em hứa sẽ không như vậy nữa. Hồi nãy ba cô gái tính cho cô một cơ hội nhưng cô cũng đâu có chịu đâu. Như vậy thì rõ ràng cô là một người có tấm lòng quá ác độc và nham hiểm. Vậy thì hãy xem đây. Hey! Và cô ta đã bị biến thành con gấu bông. Ôi, là gấu bông ư? Đúng rồi, vì cô ta quá ác độc nên tôi đã biến cô ta thành con gấu bông băng giá, để từ nay về sau cô ta sẽ không hại người nữa. Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa ba bạn đi về vùng đất lửa nha. Ok, cảm ơn công chúa Elsa. Và chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau, không cần phải kết thêm bạn hay là kết thêm em nuôi gì nữa ha. Ok, vậy là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi đó các bạn. Người xấu á thì họ lúc nào cũng sẽ gặp những cái kết cục nó rất là đau buồn luôn, chỉ vì sự tham lam và ích kỷ, không nhớ ơn công ơn của ba cô gái này đó, mà cuối cùng biến thành một con gấu bông luôn. Các bạn có muốn như vậy không nè? Nhớ nha, ai giúp đỡ mình á thì mình cũng phải biết thương yêu và giúp đỡ lại người khác đó. Sống có tình có nghĩa và biết yêu thương giúp đỡ mọi người thì sẽ được rất là nhiều người yêu thương và sẽ không bao giờ có những cái kết đau khổ như vậy nha. Còn bây giờ thì video đã hết rồi, không biết là các bạn thấy bộ sticker này có đẹp không? Nếu muốn mua bộ sticker này thì hãy liên hệ với shop FGB qua số điện thoại 0937899707 để đặt hàng nhé. Còn bây giờ thì thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, đừng quên cho chị một like và một đăng ký thành viên kênh nha.